Xin chào quý vị và bà con nông dân. Không khí lạnh đang tác động đến thời tiết miền Bắc và phía Bắc của miền Trung, khiến cho nhiệt độ tại hai khu vực này vẫn giảm. Trời sẽ có mưa lất phất ở một vài nơi, nhưng nhìn chung là không đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là sương mù đi kèm với tình trạng nồm ẩm, khiến cho người dân phương Bắc cảm thấy khó chịu. Sang đến ngày mai, thời tiết có xu hướng khô ráo hơn do khối không khí lạnh dần suy yếu. Cùng với đó là nhiệt độ tăng nhẹ đôi chút, dao động trong khoảng 19 đến 22 độ tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cao hơn tại phía Tây. Từ ngày mai, mùng 3 tháng 3, tỉnh Hải Dương, nơi dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất trong đợt này, bắt đầu thay đổi về tình hình giãn cách xã hội. Trong đó, thành phố Hải Dương và 3 huyện thị cơ bản thực hiện theo chỉ thị 15, 8 huyện còn lại thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sau khi khóa chặt ổ dịch Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giang. Cùng với việc kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, người dân Hải Dương tiếp tục bước vào mặt trận lao động, sản xuất. Để được cấp phép hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch. Cơ sở sản xuất đều có biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị theo quy định của Bộ Y tế. Trong sản xuất nông nghiệp, theo báo cáo đến ngày 28 tháng 2, tất cả 11 huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân với diện tích khoảng 50.000 ha. Riêng thị xã Kinh Môn gieo cấy được 50% diện tích lúa chiêm xuân. Trên khắp các cánh đồng, nông dân vẫn đang dồn sức để hoàn thành gieo cấy, trồng trọt trong thời gian sớm nhất, bảo đảm lịch thời vụ. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, với các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo là tạnh giáo, trưa chiều có nắng với nhiệt độ dao động từ 28 cho đến 31 độ. Những ngày tới sẽ còn tăng thêm 1 cho đến 2 độ nữa. Nơi có thời tiết khô ráo nhất trên cả nước vẫn tiếp tục là các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây, trưa chiều nắng nhiều, độ ẩm ban trưa giảm thấp, có nơi chỉ dưới 60%, đem lại cảm giác nóng bức, khó chịu. Từ chiều tối nhiệt độ giảm, thời tiết có phần dễ chịu hơn ban ngày. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.